Rất là vui mừng khi được chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lần đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình, Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an, được lộc trời ban, thần tài mở khua ban cho lộc lớn, tiền bạc ùa về, làm ăn đắc thắng, trăm tỷ cầm tay, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Sự thật tuyệt vời, thầy tử vi báo trước cực chuẩn, tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, biết được thiên cơ. Đến thời đổi vận, đúng tháng 6 âm lịch 2024, làm đâu chúng đó, tiền về như thác lũ, giàu có cũng là lẽ đương nhiên. Quý vị thân mến, cuộc đời là một hành trình dài nối tiếp nhau bởi những thử thách và gian truân, chỉ những ai có phúc lớn mệnh dày mới đủ sức mạnh để vượt qua mọi sóng gió. Lèo lái con thuyền cuộc đời đến bến bờ thành công, mang lại sự bình an và phồn thịnh cho bản thân và gia đình. Theo tử vi, mỗi con giáp sẽ trải qua những vận hạn khác nhau, tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm, có những lúc sao xấu chiếu mệnh, cuộc sống trở nên khó khăn, nợ nần chồng chất, nhưng cũng có những thời điểm sao tốt chiếu rọi, phú quý lâm môn thì mọi việc thuận buồm xuôi gió, tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến. Đặc biệt trong tháng 6 âm lịch 2024 này, những người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 sẽ được trời đất đoái thương, thần tài và quý nhân chỉ đường, dẫn lối, mang lại nhiều may mắn và tài lộc. Trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, ta cùng nhìn lại về vận mệnh cuộc đời và những nét riêng trong tính cách của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Người sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý, mệnh mộc, tang đố mộc, gỗ cây dâu. Mệnh tang đố mộc là để nhắc đến gỗ của cây dâu, nó được nhắc đến để chỉ tới sự thay đổi của vũ trụ theo một cách tự nhiên nhất. Cũng giống như cuộc đời của con người mà có nhiều sự thay đổi nhưng không thể nào biết trước được. Vì thế, trong phong thủy có nhắc đến mệnh tang đố mộc, người thuộc mệnh này thường có một tấm lòng biết yêu thương người khác, thân thiện, có lòng tốt, giúp đỡ người khác. Họ có một suy nghĩ là luôn lấy chữ nhân nghĩa đặt lên hàng đầu để phát triển bản thân, một quy củ sống của họ khó mà thay đổi và đây cũng là nếp sống văn minh tốt đẹp. Giống như bao người thuộc mệnh mộc khác, những người tang đố mộc là những người có tấm lòng nhân ái, hiền hòa, lương thiện. Đối với họ, chữ nhân là cái gốc, là nền tảng để tu thân, lập nghiệp. Nguyên tắc, phương châm sống này trở thành bất di bất dịch, cố hữu, nhưng tốt đẹp và cao quý vô cùng. So với những mệnh mộc khác thì tang đố mộc mềm dẻo, uyển chuyển, khéo léo vô cùng. Họ giỏi giao tiếp, giỏi nắm bắt suy nghĩ của người khác, có lối suy nghĩ và ứng xử đậm chất nhân hòa, vì thế họ thường được sự ủng hộ và lòng tin của nhiều người. Tư chất của tang đố mộc thông tuệ hơn người, ham học hỏi, từ nhỏ đến tuổi thanh niên có người đã thông kim bác cổ. Tang đố mộc có tinh thần đồng đội, nhiều bạn bè, thích lối làm việc, có ekip nhuần nhuyễn, cần đồng minh và hòa đồng. Bởi đơn giản, không có cây dâu nào đứng đơn độc, hoặc trong một cây dâu cành lá đua chen, quyện hòa thành một khối, đó là biểu tượng của tinh thần đoàn kết, vì cộng đồng và tổ chức cao. Những người sinh năm 1972, tuổi Nhâm Tý, tiền vận phải nếm trải nhiều khó khăn, gian lao, làm việc mệt nhoài, nhưng lợi ích thì lại bị người khác hưởng. Lúc nhỏ, cuộc sống thường cơ cực, vất vả nhiều, họ hiếm khi có thời gian nhàn rỗi, mà thường phải khổ tâm nhiều. Càng lớn tuổi, càng phải lo nghĩ nhiều. Từ sau khoảng 40 tuổi trở về sau thì cuộc sống của nam Nhâm Tý mới được hưởng sự an nhàn. Đường công danh, sự nghiệp của người nam Nhâm Tý này cũng ít gặp được nhiều cơ hội để phát triển. Đường tài vận và con cái cũng chỉ đạt ở mức độ trung bình mà thôi. Tuy nhiên, nhờ phúc đức của họ nên phần con cháu thường có công danh phát triển nhanh chóng. Người tuổi Nhâm Tý nam mạng, thời tiền vận, cuộc sống thường gặp nhiều vất vả. Lợi ích làm ra thường không được hưởng,
mà còn bị người khác hưởng thay, cuộc sống không được giàu sang, họ hiếm khi được nhàn rỗi, thảnh thơi, tâm trí lúc nào cũng vướng bận nhiều lo toan suy nghĩ. Càng lớn tuổi, họ càng nhiều mối bận tâm, bởi vậy, sau 49 tuổi trở đi, họ mới được hưởng sự an nhàn. Sự nghiệp của họ ít có cơ hội để phát triển, cuộc sống cơ cực, nhiều biến động thăng trầm, chỉ đạt được ở mức độ trung bình. Suốt đời của tuổi Nhâm Tý phải lao tâm nhiều, họ có thể là người được sung sướng về thân thể, nhưng tâm trí lúc nào cũng vướng bận, nhiều lo âu, nghĩ suy. Đường tài lộc và con cái của họ chỉ đạt ở mức trung bình, con cháu nhờ phần phúc đức của họ nên công danh lẫy lừng nhanh chóng. Tuổi thọ trung bình từ 57 đến 75, nếu sống tích nhiều phúc đức thì được tăng tuổi thọ. Đường tình duyên của tuổi Nhâm Tý vào thời tiền vận thì gặp nhiều trắc trở, về sau mới được thành nên. Nếu sinh vào những tháng 1, 3, 7, 6 và 12 âm lịch thì đường tình duyên gặp nhiều biến đổi. Nếu kết hôn thì vợ chồng dễ xảy ra nhiều điều phiền muộn. Nhưng ngược lại, nếu họ sinh vào những tháng 5, 7 và 11 âm lịch thì đường hôn nhân phải qua 3 đời vợ. Nếu sinh vào tháng riêng, tháng 3, 4, 6, 8 và 12 thì tình duyên phải qua 2 đời vợ. Cuối cùng nếu sinh vào những tháng 2, 9 và 10 thì tình duyên được may mắn chung thủy chỉ với trọn vẹn một người. Trên đây là tất cả các tháng sinh của tuổi Nhâm Tý quyết định đến đường tình duyên của họ. Phụ nữ tuổi Nhâm Tý, theo tử vi tướng số cho thấy họ là người xinh đẹp, tài giỏi, hiểu biết rộng. Cuộc sống đôi lúc phải lao tâm nhiều nhưng nhìn chung khá đầy đủ, hạnh phúc và an nhàn. Nữ Nhâm Tý tính tình thân thiện, hòa đồng, lại hiểu biết rộng nên được rất nhiều người kính trọng. Cả cuộc đời nữ Nhâm Tý phải trải qua nhiều thăng trầm và phải khổ tâm suy nghĩ nhiều về vấn đề tiền bạc. Tuy nhiên, về thời hậu vận, đường con cái của họ rất tốt, cuộc sống sau ly hôn đầy đủ về cả vật chất và tinh thần. Nữ tuổi Nhâm Tý thường là người mang nhiều mối lo toan, suy nghĩ, lao tâm vất vả, nhưng sau kết hôn sẽ gặp nhiều vận may tốt, con cháu thành công tốt đẹp. Nữ mệnh Nhâm Tý có tuổi thọ trung bình từ 70 đến 82 tuổi, nếu sống tích nhiều phước đức, tu tâm giữ tính thì sẽ được gia tăng tuổi thọ. Đường tình duyên của phụ nữ tuổi Nhâm Tý sinh vào các tháng 3, 7 và 12 âm lịch thường không gặp nhiều may mắn, gập ghềnh, trắc trở, trải qua nhiều sóng gió thì về sau mới có được hạnh phúc. Cuộc sống gia đình sau kết hôn tuy không quá sang giàu nhưng về mặt tình cảm rất hạnh phúc. Đường tình duyên của nữ tuổi Nhâm Tý sinh vào các tháng 4, 5, 8 và 11 âm lịch phải trải qua nhiều điều buồn phiền. Tuy nhiên, sau kết hôn, cuộc sống hôn nhân sẽ được viên mãn, con cái ngoan hiền và tài giỏi. Phụ nữ Nhâm Tý sẽ gặp nhiều vận may về đường tình duyên nếu sinh vào các tháng 1, 2, 9 và 10 âm lịch. Cuộc sống sau khi kết hôn sẽ mang tới cho họ nhiều niềm vui, may mắn mà còn thu hút được nhiều tài lộc. Và sau đây là tổng quan vận trình tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 cho người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 tuổi Nhâm Tý âm lịch cho thấy vận trình sự nghiệp của bản mệnh tháng này thuận lợi. Khi mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn, bản mệnh thời gian này rất khiêm tốn và luôn lắng nghe ý kiến của mọi người để cải thiện chất lượng công việc cũng như cuộc sống. Bách Việt chủ đào hoa dự báo vận trình tình duyên rực rỡ của con giáp tuổi Nhâm Tý trong tháng 6 âm này. Tuy nhiên, mức độ vừa phải là đào hoa tốt. Thế nhưng với những ai đang có gia đình, thực ra lại là cám dỗ, bạn nên tránh xa, kẻo gây hại cho hạnh phúc gia đình mình nhé. Nguyệt lệnh trường sinh mang lại trái tim hòa ái, nhân hậu cho bản mệnh. Tháng này dù có chuyện gì xảy ra cũng không làm bạn suy nghĩ nhiều khi bạn biết cho qua mọi chuyện. Hơn ai hết, bạn biết quản trị cảm xúc của mình để có thể tránh xa những suy nghĩ tiêu cực ảnh hưởng tới cuộc sống. Có nhiều việc lúc này, bản mệnh mới có đủ sự bình tĩnh để đánh giá một cách thấu đáo, thậm chí cả việc người khác đối xử không tốt với mình. Nhờ tư duy tích cực mà bạn cảm thấy đầu óc của mình rất minh mẫn, sáng suốt, nhờ thế mà các quyết định liên quan đến công việc cũng trở nên thuận lợi và tốt đẹp hơn. Cụ thể từng phương diện cuộc sống như sau. Về phương diện sự nghiệp, xem tử vi cho thấy vận trình sự nghiệp của người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024,
cần xác định rõ tinh thần là sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, trở ngại. Trong thời điểm tháng 6 này, phải trải qua nhiều rắc rối ập đến, khiến cho bạn không thể lơ là, mất cảnh giác. Cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại đã gây ra nhiều tác động tiêu cực cho các mối quan hệ xã giao của bạn. Tuy nhiên, chính người tuổi Nhâm Tý cũng cần phải ý thức được vấn đề của bản thân để kịp thời khắc phục, sửa chữa. Bạn là người tài giỏi nhưng lại quá kiêu ngạo, thường tỏ ra coi thường người khác nên cũng dễ nhận lại sự phản cảm của mọi người xung quanh. Đặc biệt là với những người tuổi Nhâm Tý đang làm lãnh đạo, quản lý, bạn quá độc đoán, chuyên quyền, không chịu lắng nghe ý kiến nhân viên nên thường tạo ra sự bất mãn ngấm ngầm trong tập thể. Và cứ tiếp tục như vậy thì đơn vị của bạn sẽ ngày càng thụt lùi, không thể nào đạt tới cái đích bạn đã đặt ra từ trước. Hung tinh âm sát xuất hiện cũng đem tới hung họa ẩn tàng, nhiều kẻ tiểu nhân rình rập, quấy phá. Lời khuyên cho người tuổi Nhâm Tý là không nên nghe theo những lời của những kẻ nịnh hót mình, bạn cần phải biết mình đang đứng ở đâu, chứ đừng nghe theo lời tâng bốc của người ngoài. Xem tử vi tháng 6 âm lịch cho thấy, người tuổi Nhâm Tý chỉ khi nào xác định được đúng khả năng của mình và nhìn nhận đúng thực tế thì bạn mới đưa ra được những kế hoạch phát triển khả thi. Ngoài ra, trong làm ăn hay công việc, người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 nên lựa chọn người hợp tuổi làm ăn cùng với mình. Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng và cần thiết. Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho sự thành công trong sự nghiệp. Tuổi hợp làm ăn với người tuổi Nhâm Tý là tuổi Bính Thìn, Giáp Dần, Canh Thân. Bạn nên lựa chọn những tuổi này để hợp tác làm ăn nhé. Một điều quan trọng nữa là người tuổi Nhâm Tý được Phật bản mệnh là Phật Thiên Thủ Thiên Nhãn, hay còn gọi là Phật Bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt hộ mệnh. Phật Bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt là một trong những ứng hóa phổ biến nhất của Quan Thế Âm Bồ Tát. Nghìn tay của Quan Âm biểu tượng phù trợ chúng sinh, nghìn mắt của Quan Âm giúp nhìn khắp thế gian, cứu giúp chúng sinh. Phật Bà Quan Âm nghìn tay nghìn mắt, công lực mạnh mẽ, có thể nhìn thấu, nghe thấu trăm ngàn lẽ ở đời, dùng huệ nhãn soi tỏ khắp bốn phương tám hướng để thấu đạt những khổ đau, bi phẫn của con người. Chính vì vậy những người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, khi mang bên mình Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn, cùng lời cầu khấn thành tâm sẽ được giải thoát khỏi tam độc tham sân si. Còn giúp hóa giải vận nạn, mang đến cho người tuổi Nhâm Tý bình an, may mắn trong cuộc sống. Đeo hình tượng Phật bản mệnh Thiên Thủ Thiên Nhãn sẽ giúp bảo trợ giúp cho tuổi Nhâm Tý chống lại những luồng khí xấu, hóa giải sao hạn, sao xấu, tránh được tiểu nhân hãm hại. Ngoài ra, người tuổi Nhâm Tý sẽ nhận được sự phù hộ của Ngài, một đời được bình an, gặp hung hóa cát, khi gặp điềm dữ sẽ hóa lành, khi mất đi được vãng sinh vào thế giới cực lạc. Dưới sự độ trì của Ngài sẽ giúp người tuổi Nhâm Tý vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống, có đủ ý chí và niềm tin để chiến thắng mọi bệnh tật. Khi vận may của bạn tìm đến, Ngài sẽ góp sức để vận thế của bạn thêm huy hoàng, sáng lạn. Về phương diện tài lộc, tử vi tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Người tuổi Nhâm Tý có thiên đức cát tinh soi chiếu, các mối quan hệ, người tuổi Nhâm Tý sẽ có quý nhân phù trợ là các tuổi Thìn, Thân và hướng phú quý, may mắn là Đông Nam, hướng Tây Bắc và Đông Bắc. Bước sang tháng mới cho người tuổi Nhâm Tý, đang có điềm báo, có lẽ sẽ nhiều kế hoạch kiếm tiền của bạn sẽ không được như ý muốn, thậm chí bạn còn phải cẩn trọng trước nguy cơ mất thêm tiền. Sự độc đoán, nóng vội sẽ gây ra nhiều tác động có hại, khiến cho bạn rơi vào cảnh hao tài tốn của. Vì thế, người tuổi Nhâm Tý này cần phải học cách lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. Nếu những người có hiểu biết khuyên bạn chớ đầu tư, thì bạn nên dừng lại để cân nhắc đúng sai, nên hay không nên cho kỹ. Đặc biệt là bạn cần hết sức cẩn thận trong việc kết giao vào tháng 6 này, nhất là những Nhâm Tý mới bắt đầu bước vào một lĩnh vực mới nào đó. Nếu như kết thân nhầm với kẻ không đáng tin cậy, bạn sẽ rất dễ tin theo những lời hứa, lừa lọc đầu tư không đúng chỗ, khiến khoản tích lũy bấy lâu nay của mình không cánh mà bay. Đối với người tuổi Nhâm Tý làm công ăn lương, công chức, viên chức, nhân viên hành chính, công nhân cũng chỉ có thể trông mong vào khoản tiền lương cứng của mình. Trong tháng 6 này, công việc không có tiến triển đáng kể, cũng khiến cho các khoản thưởng nóng chững lại, bạn cần phải nhắc nhở bản thân mình, chi tiêu tiết kiệm, có kế hoạch nếu như không muốn rơi vào cảnh cháy túi. Ngoài ra, tháng này bạn còn tốn tiền để thăm khám sức khỏe, vì thế ngay từ bây giờ, hãy nhắc nhở mình quan tâm hơn đến cơ thể của mình. Nếu như có dấu hiệu cảnh báo, thì nên đi khám ngay, càng để lâu càng khó chữa trị và tốn kém nhiều hơn. Hướng tốt là hướng Tây Bắc, hướng xấu là hướng Tây Nam và hướng Đông Nam.
ngày Cát Hỷ trong tháng là ngày mùng 10 tháng 6 và ngày 15 tháng 6 âm lịch. Ngày xấu trong tháng là ngày 14 tháng 6 và ngày 21 tháng 6 âm lịch. Về phương diện tình cảm, gia đạo. Xem tử vi tháng mới cho thấy, về phương diện tình cảm và các mối quan hệ của người tuổi Nhâm Tý lại khá thuận lợi, bạn đón nhận nhiều tin mừng đưa tới. Trong tháng mới này về phương diện sự nghiệp hay tài lộc của bạn khá ảm đạm, thì bù lại bạn vẫn có được niềm vui, niềm an ủi trong chuyện tình cảm. Đối với những người đã lập gia đình, bạn luôn nhận được sự quan tâm, cổ vũ, động viên đến từ các thành viên trong nhà. Đặc biệt, nửa kia của bạn là một người dịu dàng và thấu hiểu, bạn có thể tâm sự mọi điều với đối phương để thấy nhẹ nhõm hơn nữa. Người ấy cũng sẵn sàng đưa ra những ý kiến tham khảo, giúp bạn giải quyết vấn đề đấy. Đối với những người độc thân, cũng có dịp để nhận ra ai là người luôn quan tâm, chăm sóc và cổ vũ mình trong suốt một khoảng thời gian dài. Trải qua nhiều khó khăn, bạn đã có thể tin tưởng hoàn toàn vào đối phương, vì thế nếu như trái tim đã rung động, thì bạn nên cho đối phương cơ hội để tìm hiểu thêm về nhau, rất có thể người đó chính là người mà bạn đã mong ngóng từ lâu. Nếu như đã tìm được người phù hợp với mình, bạn nên nhắc nhở bản thân, trân trọng đối phương, hai người hãy cùng bao dung cho nhau, cùng nhau vượt qua mọi vấn đề trong cuộc sống. Nếu mối quan hệ đã chín muồi, thì hai người có thể tính tới chuyện tiến xa hơn nữa rồi nhé. Về phương diện sức khỏe, bước sang tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024, người tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, về tình hình sức khỏe lại không được khả quan cho lắm. Trong tháng 6 này, do chịu tác động của sao bệnh phù tác động làm cho bạn thường xuyên mệt mỏi, buồn rầu vì bệnh tật của mình. Người tuổi Nhâm Tý cần phải nhắc nhở bản thân, suy nghĩ tích cực hơn, nếu như cần thiết thì đi khám bác sĩ kịp thời, nếu không, bạn rất dễ rơi vào tình trạng suy nhược toàn diện. Vấn đề kém ăn, kém ngủ, nghỉ ngơi kém, thiếu bồi dưỡng, trên thực tế dù bạn mắc bệnh kéo dài, nhưng đa số bệnh tật cũng không nặng lắm. Vì thế nếu như bạn dành nhiều thời gian hơn để rèn luyện sức khỏe, ăn uống, sinh hoạt điều độ, thì mọi vấn đề đều có thể được cải thiện. Cổ nhân có nói, sức khỏe là vàng, có sức khỏe là có tất cả, có gì cũng được, miễn đừng có ôm bệnh vào thân. Dù bạn có bao nhiêu tiền tài, danh vọng lớn đến mấy, gia đình hạnh phúc bao nhiêu, nhưng không có sức khỏe thì mọi thứ cũng như không. Cuộc đời này là cõi vô thường, có đó rồi mất đó. Lời Phật dạy về sức khỏe chỉ ra rằng, trên cõi đời này không có gì quan trọng cho chính bản thân bạn hơn là con người bạn. Người có sức khỏe có trăm nghìn ước muốn, nhưng người không có sức khỏe thì chỉ có một ước muốn duy nhất là sức khỏe mà thôi. Sức khỏe và bệnh tật là những trải nghiệm thông thường của kiếp sống con người. Theo lời Phật dạy về sức khỏe, thì sức khỏe và bệnh tật có nguyên lý duyên khởi nhưng không hoàn toàn, có nghĩa là định mệnh như vậy, thì làm sao chúng ta đoạn tận được khổ đau. Ví dụ như, một người nào đó mắc bệnh hiểm nghèo, lại cho rằng do kiếp trước, người ấy không tu tập thân thể, tinh thần, quan niệm này lại đi sai quỹ đạo với Phật cho rằng, chúng sanh bị giam cầm trong nghiệp luân hồi. Nhưng chính chúng ta và ý thức của mình hoàn toàn có thể thay đổi nghiệp, hoặc làm nghiệp biến mất, chúng ta có quyền lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp hay u tối là do chính những gì chúng ta làm trong hôm nay. Sức khỏe con người theo lời Phật dạy chính là sự hòa hợp từ nhiều khía cạnh, sự hòa hợp trong chính con người mình, sự hòa hợp giữa cá nhân và cộng đồng. Quan tâm đến sức khỏe chính là quan tâm đến nhiều khía cạnh thân thể và tinh thần, có như vậy thì mới đảm bảo có được sức khỏe thân thể tốt nhất trong trạng thái tinh thần minh mẫn nhất. Bây giờ là luận giải tử vi chi tiết 10 ngày và cẩm nang vượng vận của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, trong tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024. Tử vi 10 ngày đầu tháng, từ mùng 1 đến mùng 10 tháng 6 âm lịch 2024. Xem tử vi cho thấy, đầu tháng này, tình hình công việc của người tuổi Nhâm Tý có rất nhiều vấn đề nảy sinh, tình hình khá căng thẳng, mọi thứ đang ở trong tình trạng bế tắc, mắc kẹt. Và chỉ có mình bạn là người phải giải quyết, bạn đơn độc và chẳng có ai giúp đỡ bạn cả. Sau quá trình cố gắng hết sức, bạn cảm thấy chán nản và mệt mỏi vì chẳng hề đạt được hiệu quả như mình mong muốn. Dường như trong khoảng thời gian này, người tuổi Nhâm Tý chẳng có thể làm gì hơn. Lời khuyên dành cho bạn đó là hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu. Đồng thời các lĩnh vực đang gặp vấn đề khó giải quyết cũng nên sắp xếp lại sao cho có trật tự, khoa học. Người tuổi Nhâm Tý nên tập trung cố gắng thúc đẩy phát huy các thế mạnh của mình, làm từ những việc đơn giản, rồi dần dần dùng những thành quả đạt được để cải thiện tình hình, lấy lại tinh thần, quyết tâm và là nền móng để làm những việc khó tiếp theo.
Thời gian này, kiếp tài trong tứ trụ lận mạng, đại diện cho người thân là nam giới, có thể thấy vận tài chính của người tuổi Nhâm Tý vào thời điểm này sẽ có liên quan đến những người này. Có thể một khoản làm ăn, đầu tư nào đó bị người thân, anh rể hoặc là bạn bè đồng nghiệp nam tranh mất, vật cạnh tranh trong tiền tài tương đối mạnh mẽ. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Nhâm Tý thích vận động, không chịu ngồi yên một chỗ nên vận tài lộc cũng biến chuyển liên tục. Tuy nhiên bản tính chi tiêu hoang phí cũng khiến bạn thiếu tính toán, dễ mất cân đối tài chính, người tuổi Nhâm Tý nên biết thay đổi điều này. Về chuyện tình cảm gặp xấu, kiếp tài tọa mệnh e là người tuổi Nhâm Tý thiếu đi lý trí trong cảm xúc, cuộc sống thường ngày hay nóng nảy thất thường, hành xử lỗ mãng, tự mình gây ra sự tranh cãi với người thân, bạn bè. Tình cảm bất ổn, do chính bạn không làm chủ được cảm xúc của mình, người tuổi Nhâm Tý rất dễ nổi nóng và nảy sinh xung đột. Mặc dù nổi nóng rất nhanh, nhưng sau đó họ lại dễ rơi vào tình trạng ủ rột, đôi khi kiếm tình yêu nghẹt thở, rơi vào chiến tranh không hồi kết. Về sức khỏe, mùa xuân, vạn vật vật sinh sôi nảy nở, dương khí vượng, đây cũng là thời điểm vàng trong năm để chăm sóc sức khỏe cho gan, thận. Người tuổi Nhâm Tý có thể thêm vào thực đơn hàng ngày các món ăn như là rau thơm, rau hẹ, hành tây để dưỡng can, thêm nấm hương, măng cần, mộc nhĩ trắng để tăng cường cho sức khỏe nhé. Quý nhân là tuổi Thân, tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Mùi, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen, màu trắng. Con số phát tài là số 62, số 18 và số 56. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng, từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 20 tháng 6 âm lịch năm 2024. Xem tử vi 10 ngày giữa tháng 6 này, người tuổi Nhâm Tý có thể gặp phải những chuyện ngoài ý muốn, thách thức ập đến liên tiếp, bạn càng phải thật vững vàng để không gục ngã vào lúc này. Đặc biệt, người tuổi Nhâm Tý được nhắc nhở nên cẩn trọng trong các mối quan hệ của mình, điềm báo cho thấy có kẻ sẽ chơi xấu sau lưng, ganh tị, đố kỵ với những gì bạn đã và đang đạt được. Thời gian này đầu óc của bạn có phần mơ màng, thiếu đi sự tập trung và trở nên chủ quan, thiếu sự đề phòng, khi động tới lợi ích cá nhân thì rất khó để nói trước. Vậy nên, nhắc nhở người tuổi Nhâm Tý cần phải lưu ý hơn trong mối quan hệ xã giao, là bạn hay thù thì chẳng thể biết trước được đâu. Ngoài ra, nếu bạn yêu thích công việc mà mình đang làm thì hãy làm việc thật chăm chỉ, chịu khó phấn đấu, chứ đừng đứng im tại chỗ, có vẻ như bạn hài lòng quá sớm với những gì mình đang sở hữu, điều này làm bạn thiếu tinh thần phấn đấu, sẽ khiến bạn nhanh chóng thụt lùi, lạc hậu, để đối thủ vượt qua dễ dàng. Về sức khỏe của tuổi Nhâm Tý trong thời gian này, bạn cần chú trọng đến sức khỏe của bộ phận can tạng. Theo đông y quan niệm rằng, can tạng khai khiếu ở mắt, ý chí tinh thần và đôi mắt của bạn sẽ liên quan đến cơ quan này của bạn. Nếu gan yếu thì người tuổi Nhâm Tý dễ sinh ra các triệu chứng như ác mộng, chất lượng giấc ngủ kém, sức khỏe suy giảm, cơ thể hay mệt mỏi. Vậy, người tuổi Nhâm Tý nên thêm vào thực đơn hàng ngày các món ăn có bổ sung như là rau thơm, rau hẹ, hành tây thì gan của bạn sẽ được gia tăng, sức đề kháng tốt, bảo vệ cơ thể bạn tốt hơn. Quý nhân là tuổi Thìn, tuổi Sửu. Tiểu nhân là tuổi Mùi, tuổi Mão. Màu sắc may mắn là màu bạc, màu xám. Con số phát tài là số 76, số 30 và số 82. Xem tử vi 10 ngày cuối tháng, từ ngày 21 tháng 6 âm lịch cho đến hết tháng. Trong khoảng thời gian này, người tuổi Nhâm Tý cần thêm sự chủ động nếu như muốn công việc của mình gặt hái nhiều thành tích hơn. 10 ngày cuối tháng này, vận trình của người tuổi Nhâm Tý không thể nói là tốt khi bạn liên tiếp gặp chướng ngại và lúc này cũng bị người khác cản đường, nhưng có mất cũng có được. Tả phù xuất hiện mang tới cho người tuổi Nhâm Tý những người phụ tá, người bạn vô cùng nhanh nhẹn, ăn ý và có lòng trung thành, cùng nhau vượt qua giai đoạn gian nan. Thương quan cũng báo cho người tuổi Nhâm Tý là đây không phải là thời điểm thuận lợi trong công việc, dù cố gắng rất nhiều, nhưng tác động của cục diện ngũ hành Tý Mùi tương hại, có điềm báo tiểu nhân xuất hiện, ngáng trở, gây họa, khiến bạn không đạt được kết quả như ý. Người tuổi Nhâm Tý nên tránh bị kích động và tập trung tuyệt đối vào mục tiêu của mình, đừng quá quan tâm đến những yếu tố bên ngoài. Về tình cảm của người tuổi Nhâm Tý, có thể nói là khá hơn một chút, nhưng người độc thân cũng không có nhiều hy vọng trong việc yêu đương, duyên số chưa tới, không thể cưỡng cầu, bạn không cần quá cấp bách mà lựa chọn sai lầm. Đối với người đã có đôi, có cặp thì hãy lưu tâm tới sinh hoạt của bạn đời, tránh tình trạng không ai ngó ngàng tới. Về sức khỏe, thời gian này, sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý có phần ổn định hơn, người tuổi Nhâm Tý cần duy trì tình trạng hiện tại, đồng thời tăng cường tập luyện thể dục, thể thao để nâng cao thể lực cho bản thân.
Quý nhân là tuổi Thân, tuổi Hợi. Tiểu nhân là tuổi Mão, tuổi Dậu. Màu sắc may mắn là màu đen, màu xanh da trời. Con số phát tài là số 45, số 09 và số 82. Nhân sinh cảm ngộ. Quý vị thân mến, Lão Tử nói họa mạc đại ư bất chi túc, cửu mạc đại ư dục đắc, không có cái họa nào lớn bằng không biết đủ, không có hại nào lớn bằng lòng tham muốn có được. Lòng tham, dục vọng của con người như chiếc túi không có đáy, không biết đâu là giới hạn. Mà như vậy thì có bao giờ được thỏa mãn, không thỏa mãn thì sao gọi là vui được, nên gọi là vui trong cái khổ mà thôi. Đức Khổng Tử từng dạy, người quân tử có ba việc phòng ngừa, lúc nhỏ khí huyết chưa sung túc, phải giữ gìn sắc dục, khi đã trưởng thành, khí huyết thịnh vượng, phải phòng ngừa tính ham tranh đấu, khi về già khí huyết, suy nhược, cần tránh tính tự đắc, tham lam. Có câu thơ, gửi thân phù du ở trong trời đất, cho thấy đời người ngắn ngủi, chúng ta cần phải quý trọng sinh mệnh, mặc dù chúng ta không cách nào nắm giữ được chiều dài sinh mệnh, nhưng chúng ta có thể điều khiển tâm tính của mình, cố gắng làm cho con đường đi của bản thân rộng mở hơn. Có câu nói rằng, cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng, lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua, luôn mang tâm tình tốt, không ôm quá nhiều dục vọng, viển vông, luôn trân quý từng giây phút của hiện tại, không tranh đua với đời là cách sống trí huệ nhất. Một đó hoa héo tàn, không làm mất cả mùa xuân, mặc dù gặp phải thất bại, cũng không được bỏ phế cả cuộc sống. Con người sống cả đời đều là quá trình từ non nớt đến chín chắn. Từ ngây thơ đến biết nhìn sâu xa, cả sinh mệnh chính là một sự tu hành, kiểm soát tốt tâm tình, trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Luôn trân trọng từng phút giây đáng giá trong cuộc sống, tâm tình không phải toàn bộ cuộc sống, lại có thể chi phối toàn bộ cuộc sống. Tâm tình tốt, việc gì cũng tốt, tâm tình không tốt, hết thảy đều rối loạn. Chúng ta thường không phải thất bại bởi người khác, mà là tâm tình không tốt, làm hạ thấp hình tượng và năng lực của mình. Cứ luôn so đo chính bản thân mình với người khác, nhọc thân tranh đua với đời, với người, làm nhiễu loạn suy nghĩ của mình, do đó thua là bởi chính mình. Kiểm soát tốt tâm tình, cuộc sống mới có thể luôn tốt lành, tâm thái tốt, nhào nặn nên tâm tình tốt tạo nên phiên bản xuất sắc nhất của con người bạn. Bị ngã rồi đừng khóc, lại đứng lên, cười một cái, vỗ vỗ bụi bặm, lại tiếp tục chạy, nhìn thẳng vào từng thất bại, thích ứng với từng bấp bênh trong cuộc sống, rút ra bài học sau mỗi lần thất bại, lợi dụng những hoàn cảnh khó khăn để trở nên lớn mạnh. Cố gắng cho mình một tâm tình tốt đẹp nhất, cân bằng hơi thở của mình, không nóng lòng đạt được thành công, dù có ngã lần nữa, đau hơn nữa, cũng có thể khiến ngày mai trở nên tốt đẹp hơn. Kỳ thực, mỗi người đều có số phận riêng của bản thân mình, hãy cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, chỉ khi thực sự nỗ lực mới có thể gặt hái được trái ngọt. Phó suất càng nhiều thì sẽ đạt được càng nhiều, đôi khi bạn thấy ngưỡng mộ những người xung quanh, nhưng để đạt được những thành quả đó thì phía sau họ là cả một câu chuyện về sự cố gắng, kiên trì và nỗ lực. Không nhập tâm, tranh đấu, hơn thua, hãy mở lòng và vui với niềm vui của người khác, bạn sẽ thấy tâm mình rộng lớn hơn, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Cuộc đời vốn không khổ, khổ ở dục vọng, lòng người vốn không mệt, mệt ở tranh đua. Đạo đức tình có câu, thịnh ái tất đại phí, đa tàng tất hậu phong, quá chấp ắt thống khổ, tham lam ắt diệt vong. Quá chấp trước vào một sự việc gì đó, cuối cùng sẽ phải trả giá đắt. Nỗi thống khổ của con người đều bắt nguồn từ lòng tham, đừng để những chuyện phiền nhiễu bên ngoài xâm chiếm cái tâm mình. Đừng vì lòng tham mà ngăn trở con đường của người khác, đường là để mọi người cùng đi, đi càng nhiều mới có thể càng khiến con đường dưới chân bình phẳng. Đừng vì dục vọng mà tranh giành những thứ mình không nên đắc, bởi lẽ đức không xứng vị, thường sẽ mang đến tai ương. Sướng khổ trong đời người đều bắt nguồn từ cái tâm của chúng ta. Nếu muốn sống vui vẻ, trước tiên đừng khởi lòng tham, đừng động vọng niệm, mà muốn như vậy thì cần phải thông tỏ. Con người sống trên đời, điều khó nhất chính là hai chữ thông tỏ, khi đã nghĩ thông tự nhiên sẽ mỉm cười, khi nhìn tỏ mới có thể buông tay. Những chuyện phiền não trên cõi hồng trần thế gian rất nhiều, nếu không đối đãi bằng tâm bình thường, coi nhẹ, bạn sẽ luôn cảm thấy những phiền não này dính mắc trong tâm. Những người thực sự có tầm nhìn lớn, thường biết rõ mình muốn gì, họ sẽ tiến thẳng tới mục tiêu mà tâm không bị quấy nhiễu bởi lòng tham và dục vọng. Những người như vậy lại càng không bận lòng vì người xấu, chuyện dở, không vì được mất trong quá khứ mà lãng phí thời gian vào những chuyện vụn vặt. Làm người quý ở cảnh giới, không tham lam, không phiền lụy, có thể giải thoát khỏi những áp lực và phiền muộn. Nhờ vậy, con người mới có thể tập trung tinh thần làm những việc thực sự hữu ích. Sống yêu thương, chân thành, không tính toán, không vụ lợi,
sẵn sàng chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, rồi hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi, với bạn và với tất cả mọi người. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 6 âm lịch, năm Giáp Thìn 2024 của tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ có một tháng nhiều may mắn, gặt hái nhiều thành công và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video. Mọi ý kiến đóng góp và thông tin cần được tư vấn hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí trong thời gian sớm nhất. Mến chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.